Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Dũng Đa Cao của nhà văn Duyên Anh. Người đọc Thái Hoàng Phi. Chương 6: Chiêu binh mộ tướng. Dũng Đa Cao về tới nhà thì nhóc con Hùng đã đi học rồi. Nó ăn cơm qua loa xong nằm khèo trên phản ngủ. Dũng Đa Cao không ngủ yên giấc. Những giấc mơ chiến trường ngắn ngủi kích thích đôi mắt của nó, khiến đôi mắt nó khó mà nhắm tịt lại mỗi khi bị giấc mơ làm mở thao láo. Dũng Đa Cao chán nằm ngủ quá, nó vùng dậy đi tắm rồi xin má nó 5 đồng đi cine. Rạp Casino Đa Cao hôm nay có chiếu phim Chạy Trốn ở Nhật Bản. Phim này do hai thằng ôm con, một Nhật Bản và một Hoa Kỳ đóng. Ở trường nó nhiều đứa đã coi và khen rối rít. Dũng ít khi xem cine một mình, bao giờ nó cũng đi với thằng em thân mến của nó. Nhưng chiều nay nhóc con Hùng đi học mà Dũng Đa Cao thì sốt ruột quá. Cuộc chiến tranh chiều mai giữa nhóm bạn bè nó và bạn đàn em Nguyên Tân Định chắc chắn sẽ sôi nổi lắm đây. Hè sắp tới, chương trình học đã hết, thầy chỉ cho học ôn và kể chuyện cổ tích. Dũng Đa Cao đỡ lo bài vở nên nó mới nhận choảng nhau với bọn Nguyên Tân Định. Dũng Đa Cao định bàn với nhóc con Hùng và vài thằng bạn nói khố của nó lập một ban tham mưu để dạy chiến thuật hạ bọn Nguyên Tân Định. Nhóc con Hùng giờ này đang ngồi trong lớp 3 trường tiểu học Đa Cao. Dũng không còn cách nào giết thời giờ hơn là vào xem hai ông con Nhật Mỹ chỗ Tài Thần Đồng đóng phim. Phim kể cũng hay thật. Khi Dũng Đa Cao ra về, nắng đã bớt gắt. Nó lang thang trên hè phố. Dũng Đa Cao sắp rẽ vào ngõ nhà mình thì có tiếng gọi. Dũng ơi! Dũng ơi! Dũng quay lại. Từ bên kia đường, tiếng gầy đang toe toét cười. Tiếng gầy là bạn thân của Dũng Đa Cao. Nó cùng học một lớp, cùng ngồi bàn, cùng thích ăn đậu đỏ bột lọc như Dũng Đa Cao, nên hai thằng tâm đầu ý hợp lắm. Dũng Đa Cao vẫy tay gọi. Tiếng ơi! Qua đây mày! Tiếng gầy chờ xe ô tô ngớt ngớt mới băng qua đường. Nó vồ lấy Dũng Đa Cao. Đi đâu đấy mày? Tao vừa coi cine xong. Hay không? Hay, nhưng không hay bằng chuyện này. Tiếng gầy biết Dũng Đa Cao nhộn nhất lớp, một cây nhiều trò chơi hấp dẫn. Thành thử tiếng gầy khoái chí hết sức. Nó hỏi. Chuyện gì hả mày? Hay kinh khủng thì mày nói đi. Dũng Đa Cao cười. Mày có khoái chơi trò ông vua Cloud không? Tiếng gầy nhảy cỡn. Số dách, tao đang ngứa tay chân, thèm đánh lộn cho vui. Nhưng đánh khe khẽ như đánh mạnh, tao gầy quá trời, đau chết. Dũng Đa Cao trộ. Đánh khe khẽ sao được, đánh mạnh lắm mày ơi. Tiếng gầy hỏi. Đánh mạnh như thế nào? Dũng Đa Cao toét miệng cười. Như cine. Liệu tao chơi nổi không? Chơi chứ không chơi thì hèn quá. Tao đã nhận lời với tụi nó rồi. Tụi nào vậy mày? Nguyên Tân Định. Tiếng gầy gật gù cái đầu ra chiều suy nghĩ. Rồi nó xăng tay áo lên. Ok. Dũng Đa Cao thấy thằng bạn mình ok liều mình quá. Chưa biết Nguyên Tân Định là thằng nào mà dám ok. Thằng nhóc này hơi bạo phổi. Muốn trêu tiếng gầy, Dũng Đa Cao giờ trừng mắt. Mày biết Nguyên Tân Định là thằng nào chưa mà dám ok? Tiếng gầy anh Dũng đáp. Cốc cần biết nó là thằng nào hết trọi. Dũng Đa Cao khen bạn. Mày anh hùng số dách. Tiếng gầy phồng mũi. Phải biết. Một mình tao đã từng chọi hai thằng lớp nhất A mà tao khỏi có ngán nữa là. Và chợt nhớ bài lịch sử thầy dạy tháng trước. Tiếng gầy thủng luôn một câu nói rất khách của đại tướng Trần Hưng Đạo. Hi hi. Đầu này còn trên cái thân hình cò xéo này thì ta đâu có sợ tên vô danh Nguyên Tân Định. Dũng Đa Cao ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mày cười gì đấy Dũng? Tao coi bộ mày giống thằng nhóc Nguyên Tân Định quá. Giống ở cái chỗ nào? Ở cái khổ mở mồm là phọt kiếm hiệp. Tiếng gầy cãi. Tao đọc sử chứ có kiếm hiệp đâu. Dũng Đa Cao xua tay. Thôi tao thua lý mày rồi. Giờ tao phong cho mày chức thiếu tướng. Tiếng gầy há hốc mồm. Tao làm thiếu tướng cơ à? Ừ, vì mày can đảm quá cỡ. Tao can đảm ư? Ừ, mày dám chơi thằng Nguyên Tân Định. Một thằng nhóc chì nhất miệt Tân Định. Đến tao còn chưa hạ nổi nó. Tiếng gầy đâm ra lo. Nó bỗng nghĩ rằng có thằng Dũng Đa Cao thì nó moa phu hết. Tiếng gầy giơ thẳng tay. Có mày tao dám chấp thằng Nguyên Tân Định lắm á. Dũng Đa Cao vỗ vai tiếng gầy. Hai đứa rẽ vào ngõ để về nhà Dũng Đa Cao bàn bạc kế hoạch quốc phòng. Ngồi trên cái ghế dài kê trước cửa, bộ ba Dũng Đa Cao, nhóc con Hùng và tiếng gầy thảo loạn kế hoạch đối phó với Nguyên Tân Định.
Trong ba thằng quắt con lúc ấy buồn cười không thể tả nổi. Thằng nào thằng ấy đều làm ra vẻ ta đây quan trọng lắm. Nhóc con Hùng hỏi anh: "Anh thử cựa với thằng Nguyên Tân Định rồi, anh thấy nó có thể hạ nổi anh không?" Dũng Đắc Cao dậm chân xuống đất: "Hạ sao nổi anh?" Nhóc con Hùng bồi thêm: "Thế sao anh không hạ nó phước cho rồi, bày ra trò chiến tranh làm gì?" Tiếng gầy tiếp lời nhóc con Hùng: "Ừa, bày trò chiến tranh làm chi, tụi mình có quân lính cốc khô gì đâu." Dũng Đắc Cao trách tiếng gầy: "Ban nãy mày vừa bảo mày ngứa tay ngứa chân mo phú Nguyên Tân Định, giờ mày rụt dòi à?" Tiếng gầy chối khéo: "Tao rụt dòi đâu, tao ngại chơi chiến tranh. Tụi mình ít lính thì khó thắng phe Nguyên Tân Định đấy chứ." Dũng Đắc Cao quả quyết: "Chưa chắc tụi mình đã ít lính hơn nó." Nhóc con Hùng bèn đứng lên múa tay: "Em mới khám phá ra cách mổ lính rồi." Dũng Đắc Cao hỏi: "Nói đi Hùng." Nhóc con Hùng cười hỉ hả: "Cách này hay số dách." Dũng Đắc Cao sốt ruột: "Nói mau lên Hùng." Nhóc con Hùng trịnh trọng: "Sáng mai các anh đi học, em cũng rủ tụi bạn em đến trường luôn. Các anh gọi bạn các anh ra một chỗ, rồi anh Dũng trổ tài như chuyện vua cờ lao, hi hi." Dũng Đắc Cao nắm tay nhóc Hùng, bắt thằng em yêu dấu ngồi xuống: "Hay lắm, tuyệt vời rồi. Tao sẽ trổ tài vũ khí. Tụi mình phải tuyển những thằng thật cừ." Tiếng gầy hỏi: "Mày định tuyển bằng cách nào?" Dũng Đắc Cao hớn hở: "Tao sẽ lập võ đài." Tiếng gầy kê bạn: "Sao mày bảo mày ghét kiếm hiệp?" Dũng Đắc Cao biểu môi: "Võ đài khác chuyện kiếm hiệp chứ. Thầy giáo mình giải sử chả nói tới đoạn vua lập võ đài tuyển các tướng chống bọn Tàu Phù à?" Tiếng gầy ngơ ngác: "Mày nói gì vậy, tao không hiểu." Dũng Đắc Cao vỗ vai tiếng gầy: "Mày giả vờ tài quá trời." Tiếng gầy chối: "Đâu có." Hùng nhóc xí vô: "Anh Dũng nói Hùng cũng chẳng biết gì." Dũng Đắc Cao cười: "Có thế mà không hiểu. Này nha, tao sẽ làm một cái võ đài như võ đài đá dế ấy. Tao bắt hai thằng chọn nhau, thằng nào khỏe tao chọn làm lính của tụi mình. Vô trận ngày xưa tuyển tướng đánh Mông Cổ cũng tuyển bằng cách đó." Tiếng gầy hỉnh hỉnh mũi: "Chỉ được cái nước nói phét." Dũng Đắc Cao làm bộ quan trọng: "Nói phét thì ăn cái giải gì, tao nói thiệt đó. Chẳng tin thằng Tiến cứ hỏi thầy giáo mà xem." Tiếng gầy đành gật gù chịu. Vì cho ăn kẹo, tiếng gầy cũng cốc dám hỏi thầy. Nhóc con Hùng ủng hộ anh: Ưa, để sáng mai sẽ biết." Tiếng gầy nói: "Anh em với nhau có khác, nhóc con Hùng bên anh mày ghê." Nhóc con Hùng nghe răng nheo cười: "Em bên cả anh nữa, anh Tiến gầy ạ." Thế là bộ ba tam đầu chế đồng ý với nhau. Sáng mai Dũng Đắc Cao sẽ tuyển tướng và lính đánh giặc Nguyên Tân Định. Chương 6: Anh Hùng gặp gỡ. Sáng hôm sau, Dũng Đắc Cao đi học rất sớm. Nhóc con Hùng cũng theo anh luôn, mặc dầu nó học buổi chiều. Tới trường còn vấn que, nhóc con Hùng bảo anh: "Em đi gọi tụi bạn em nhé." "Ok." Nhóc con Hùng nhét vội mẩu bánh mì vào miệng, ba chân bốn cẳng chuồn gấp. Một mình Dũng Đắc Cao ngồi dưới gốc cây xoan chờ bạn. Lát sau tiếng gầy tới: "Thằng nhãi này gặp Dũng Đắc Cao bao qua con chích chòe ngay." "Hay lắm, tao rủ được 8 thằng mày ạ." À? "Cự không, số dách." "Chúng nó học lớp nào?" "Nhất B." "Kể tao nghe tên coi." "Thằng Đạo, thằng Hiến, thằng Kỳ, thằng Hoa, thằng Ngôn, thằng Chu, thằng Long với thằng Cát." Dũng Đắc Cao hoan hỉ: "Con nhà Cát bắt quên hả?" "Ừ, thằng này hơi hơi tuyền tuyệt. Mày đã nói cho tụi nó nghe mày được tao phong làm thiếu tướng chưa?" "Rồi." "Tụi nó bảo sao?" "Tụi nó bảo tao làm thiếu tướng thì chúng nó phải làm đại tướng cơ." Dũng Đắc Cao xoa tay: "Ok." Nó móc túi đưa cho tiếng gầy thanh kẹo cao su. Hai thằng nhóc ngồi sát bên nhau, và họ hàng nhà Gia Sầu cũng bắt đầu hòa tấu những bản nhạc sầu ray sức. Hai thằng bạn trẻ ngồi cạnh nhau nhưng mỗi thằng theo đuổi một ý nghĩ. Học trò đã lục tục kéo tới trường. Nửa tiếng sau, Dũng Đắc Cao đã chiêu mộ được 30 thằng lính nhóc con. Nó khoái chí quá và nói rõ mục đích tụ tập tụi nhóc cho tụi nhóc nghe. Nhóc con không thằng nào là không thích vui vẻ. Nghe Dũng Đắc Cao bày trò vua cờ lao, cả bọn nhau nhau đồng ý và đòi đi đánh giặc 12 sứ quân Nguyên Tân Định ngay lập tức. Dũng Đắc Cao nói: "Thằng tướng bên tụi kia là Nguyên Tân Định, nó chì số dách. Tụi mày muốn thắng tụi nó thì phải chì hơn quân nó. Giờ tao lập võ đài để xem thằng nào thật chì, tao mới cho đi dẹp Nguyên Tân Định." Bọn nhóc con nhau nhau: "Tao chì hắn nhất, tao mới chì. Chì của tao coi Nguyên Tân Định như ngoé." Dũng Đắc Cao qua tay: "Ok, tụi mày chì ráo trọi. Nhưng tao muốn xem chì của tụi bay là chì thật hay là chì giả cơ." Bọn nhóc con nhau nhau nói: "Chì thật hay chì giả là thế nào hở Dũng?"
Dũng được bọn nhóc gãi đúng chỗ ngứa, ba qua con chích chè. Chị thật là chị đem hơ lửa cốc chải, chị giả là chị nắng to một chút đã mềm xèo. Bọn nhóc vẫn chưa hiểu nhà Hùng Biện Dũng Đắc Cao nói gì. Con nhà Dũng sao hôm nay lại dở giọng ấm ớ hội tề thế này? Nhóc con Chương tụi gọi là Chương Cờm giơ tay chất vấn. Ê Dũng, đừng dở quốc văn giáo khoa thư ra chỗ chúng tao nữa mày ơi, nói phước đi. Dũng Đắc Cao nhếch mép cười. Ừa, con nhà Chương Cờm có vẻ chì đấy. Chương Cờm vén tay áo lên. Chì là cái chắc, tao chấp ba thằng lõi tàu phù hôm đá bóng mà. Dũng Đắc Cao chấm luôn Chương Cờm. Ok, Chương Cờm là chì thật, mày khỏi thử lửa. Chương Cờm ra cái chiều thành thạo. Tao biết rồi, anh tao tập bốc thường hay nói thử lửa. Vậy thử lửa lên võ đài quýnh nhau xem thằng nào chì. Dũng ơi, tao phục mày quá trời. Nhóc con Bảo tục gọi Bảo méo mồm chê Chương Cờm. Nó khen mày, mày lại khen nó. Sao đúng câu thầy giảng hôm qua thế? Mẹ hát con khen hay. Chương Cờm cáu tiếc trả đũa ngay. Rồi, rồi khỏi on đơ gì ráo. Bảo méo mồm, mày có dám thử lửa với tao không? Bảo méo mồm đâu có ngán Chương Cờm. Ông dám mạnh đi chứ lị. Dũng Đắc Cao khuyên bọn nhóc. Chúng mày không được dân tục, xưng ông xưng cụ. Thử lửa xem thằng nào chì để hạ quyên Tân Định, chứ cóc phải để làm cái thá gì. Vậy cấm đánh nhau, xoe bằng tay ra nhé. Bọn nhóc con vỗ tay đôm đớp, hoan nghênh tinh thần thượng võ của Dũng Đắc Cao. Con nhà Dũng khoái chí đưa đẩy. Quyên Tân Định tỏ vẻ khinh bọn mình. Anh em ta hãy cho nó biết trường Đắc Cao toàn là chì thật cả nghe chưa. Nói vừa dứt, bọn nhóc con hăng hái. Thằng nào cũng muốn ra chiến trường ngay gặp Quyên Tân Định. Dũng Đắc Cao bảo. Bảo và Chương, mở màn đi. Dũng Đắc Cao đánh trống miệng. Tung 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 tung. Hai lực sĩ Chương Cờm và Bảo méo mồm đã cởi áo xong xuôi. Bọn nhóc con giãn ra và kết lại thành vòng tròn, quay lấy hai lực sĩ nhóc con. Tung 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 tung. Dũng Đắc Cao đánh trống miệng một lúc một dồn dập. Bọn nhóc con chia hẳn hai phe, một phe ủng hộ Bảo méo mồm và một phe ủng hộ Chương Cờm. Tự nhiên mỗi phe đều nhận Bảo méo mồm, Chương Cờm làm gà nồi của mình. Phe ủng hộ Chương Cờm khuyến khích nó, chê bai Bảo méo mồm đủ kiểu. Phe ủng hộ Bảo méo mồm cũng làm y thế. Tuy nhóc con không khác gì nhau, chúng nó là bạn cùng lớp cả, nhưng thượng đài mà khán giả vô tư thì cuộc thử lửa sẽ buồn thấy mồ. Chương Cờm, coi chừng của đá móc kẹo của thằng Bảo méo mồm nhé. Ê Bảo, con nhà Chương đọc thằng Cờm phụ thù rồi đó, nó sẽ thua mày cho mà xem. Chương ơi, khi con nhà Bảo đánh miếng méo mồm, mày đừng cười đi nghe chưa. Miếng méo mồm của nó số dách. Bọn nhóc con vừa vỗ tay vừa cười khoái chí. Trọng tài Dũng Đắc Cao không ngớt đánh trống miệng. Tung 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 tung. Hai nhà võ sĩ méo mồm và Cồm ốm đã sẵn sàng. Dũng Đắc Cao nói, xòe bàn tay ra cấm đá. Chương Cờm nhếch mép cười, bỗng nó nghiêm nét mặt, bước gần tới Bảo méo mồm, rồi nhanh như chớp nó vỗ tay đớp một cái trước mắt Bảo méo mồm. Thằng nhóc méo mồm quảng hốt né. Nhóc con cười rồ. Ồ, là miếng tắt đèn hẳn bét mà cũng sợ hả? Miếng tắt đèn tuyệt cú mèo. Chương Cờm khoái chí phóng lên đá không khí một cú. Dũng Đắc Cao cảnh cáo liền, mày đá cú nữa bị loại nghe Chương Cờm. Chương Cờm cục hứng. Bọn nhóc con phe Chương Cờm phản đối, đấu võ khỉ mốc gì lại cấm cú đá, võ thời ông bàn chắc. Cho đá đi Dũng ơi. Mặc kệ cho bọn nhóc con la ó, Dũng Đắc Cao cứ phớt tỉnh. Bảo méo mồm bị Chương Cờm đánh miếng tắt đèn thì ức lắm, nó méo sạch miệng dọa dẫm. Coi chừng nha thằng Cờm. Chương Cờm ưỡn ngực, có ta đây. Bảo dần dần quanh Chương Cờm tạt mạnh một cái. Chương Cờm cúi đầu tránh, phe ủng hộ Chương Cờm khen vang, hay quá ta, miếng quạt chả chó mãnh liệt thế mà Chương Cờm còn né được. Phe ủng hộ Bảo méo mồm khuyến khích gà nhà, tuyệt tuyệt, quạt chả nó dài cú nữa đi Bảo méo mồm ơi. Bảo méo mồm gật đầu, nó quạt thêm hai ba cái. Nhưng Chương Cờm đâu lép thớ, nó nhảy lên đạp khẽ vào vai Bảo méo mồm. Ăn điểm rồi, Dũng Đắc Cao đọc ngay kết quả. Chương 3 điểm, Bảo 0 điểm. Bảo méo mồm nhảy ra xa, đứng giang chân, hai tay chống vào cạnh sườn khuỳnh ra phản đối trọng tài Dũng Đắc Cao. Ê, mày thiên vị hả? Trọng tài Dũng Đắc Cao ngưng đánh trống miệng, chỉ Bảo méo mồm. Mày cãi trọng tài, cho thêm Chương 2 điểm nữa. Phe ủng hộ Bảo méo mồm nhao nhao la ó. Trong khi đó phe ủng hộ Chương Cờm hò reo khoái chí. Chương Cờm phấn khởi tinh thần, nó giờ nắm đấm khôi hài. Ái ái, giật méo mồm chạy đâu rồi? Bọn nhóc con ôm bụng cười rủ rượi. Trọng tài Dũng Đắc Cao cũng cười, nhưng nó xét rằng cần phải chỉnh nhóc con Chương Cờm cho công bằng. Chương Cờm,
mày giơ nắm đấm trái lục võ đài, tao trừ mày 2 điểm cho thằng Bảo Méo Mờ 1 điểm. Vậy mày 3 điểm, thằng Bảo 1 điểm. Chương Cờn nháy mắt khiêu khích Bảo Méo Mờ. Giật Méo Mờ đâu? Được 1 điểm rồi đó. Mau mau ra đây cho lão gia kiếm thêm vài điểm nữa. Bảo Méo Mờ lừng lững bước gần tới chỗ Chương Cờn. Có ta đây, tên giặc cờm đói. Chương 7: Gà nồi trổ vỏ. Bọn nhóc con lại được cười trọng tài Dũng Đa Cao tiếp tục đánh trống miệng. Tung 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 tung. Hai nhóc con đã phô cửa, Bảo Méo Mờ tấn công trước. Nó xòe đôi tay dần dần Chương Cờn. Vì khinh thường địch thủ và tin tưởng trọng tài ăn rơi với mình, Chương Cờn lăn xăng bị Bảo Méo Mờ quạt đúng vào lưng kêu đét một cái. Phe ủng hộ Bảo Méo Mờ được dịp hoan hô gà nồi của mình. Khá lắm Bảo ơi, mày quạt trả trứ danh. Very good, ha ha ha, Chương Cờn gãy xương rồi. Phe ủng hộ Chương Cờn trả đũa ngay. Đòn trộm ấy mà, ăn dụng đâu có ngon, Bảo Méo Mờ có tài đánh trộm. Tung 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 tung. Dũng đánh trống ác cả những lời hoan hô đã đảo của bọn nhóc con. Chờ bọn nhóc đỡ la ó, nó mới tuyên bố: Bảo 3 điểm, Chương 0 điểm. Vậy Bảo 4 điểm, Chương 3 điểm. Tung 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 tung. Tiếng trống hối thúc Chương Cờm nó cáu lắm rồi. Chương Cờm không dám khinh nhờn Bảo Méo Mờ nữa, chỉ vì nó làm tàn mà thua Bảo Méo Mờ 1 điểm. Nó sắp sửa lao vào trả thù cú đét lưng thì phe ủng hộ nó an ủi: Đừng ngán Chương Cờm, thăng bằng tỷ số đi, chơi miếng tắt đèn nữa đi. Chương Cờm khẽ gật đầu cảm ơn nhóc con ái mộ. Nó thận trọng xông vào vòng chiến. Hai con gà nồi xù lông cổ dở những món võ nghề ra đấu cao thấp. Đám khán giả thấy cuộc tranh tài đã đến hồi sôi nổi thì im lặng theo dõi. Bỗng Chương Cờm đét trả thù Bảo Méo Mờ một cái vào bụng, võ đài ào ào như ông giỗ tổ. Bravo Chương Cờm, tuyệt quá xá. Dũng Đa Cao phấn khởi đánh trống miệng. Tung 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 tung. Nó nhảy cẩn lên tuyên bố: Chương Cờm 3 điểm, Bảo Méo Mờ 0. Vậy Chương Cờm 6 điểm, Bảo Méo Mờ còn 4 điểm. Tung 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 tung. Phe ủng hộ Bảo Méo Mờ thổi lửa vào cánh tay gà nồi của mình. Đừng ngán nhà Bảo, cứ chơi miếng quạt chả chó đi. Phe ủng hộ Chương Cờm tưới nước mát vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vào gà nồi của mình. Ê Chương Cờm, tặng nó ngón võ gia truyền tuyệt quá xá của mày nữa đi. Chương Cờm Bảo Méo Mờ nhìn nhau gầm gầm. Bảo Méo Mờ đánh vào miệng: Đấm thật thì hôm nay mày gục rồi Cờm ạ. Chương Cờm biểu môi: Cục kẹo. Dũng Đa Cao ác giọng: Cấm cãi nhau. A Lê Hấp, giờ sắp hết rồi, còn ngón võ nào dở hết ra đi. Chúng mày nên nhớ rằng Quyên Tân Định nó nghiền kiếm hiệp ghê lắm, nó chỉ số dách chứ chẳng bẩn tí ti nào đâu. Đấu đi. Tung 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 tung. Dũng Đa Cao vừa nói dứt lời thì nhóc con Hùng đã hét lớn: Quân ta tới. 15 nhóc con tuân lệnh nhóc con Hùng hô vang: Đá đảo Quyên Tân Định. Khán giả của trận đấu tay đôi Bảo Méo Mờ Chương Cờm không đứa nào bảo đứa nào bỏ hai con gà nồi, giơ tay gào: Đá đảo. Nhóc con Hùng khoái chí hô thêm: Đá đảo Quyên Tân Định, đá đảo. Một hồi trống thúc dồn dập, Dũng Đa Cao hoảng hốt: Còn 5 phút nữa thôi. Nó nói: Ngưng võ đài nha. Khán giả đồng thanh: Ưa ưa. Như một ông vua con, Dũng Đa Cao hết dịch hỏi: Theo ý tụi mày, thằng nào chì hơn thằng nào? Bọn nhóc con suy nghĩ một lát rồi một thằng trả lời: Chương Cờm chì hơn Bảo Méo Mờ. Chẳng thằng nào phản đối. Dũng Đa Cao mỉm cười: Tụi mày bằng lòng ha. Cả bọn múa tay nhảy reo: Bằng lòng là cái chắc. Dũng Đa Cao nói: Chì hơn một tí. Thằng Chương được phong chức thiếu tướng đeo 2 sao, thằng Bảo được phong chức chuẩn tướng đeo 1 sao. Ok. Bảo Méo Mờ và Chương Cờm nắm tay nhau: Ok. Dũng Đa Cao nói: Đứa nào muốn làm thiếu tướng, chuẩn tướng, lát nữa ra chơi lên võ đài của tao thử lửa nhé. Giờ sắp vào học rồi. Bọn nhóc con đua nhau xin chức: Cho tao làm đại quý, cho tao làm cai xếp, cho tao làm lính tò te. Dũng Đa Cao xua tay: Đánh Quyên Tân Định chỉ cần tướng thôi, chứ không cần tá quý. Một nhóc con hét lớn: Có cần lính không? Dũng Đa Cao cười toe toét: Cần lính là cái chắc, không có lính đánh giặc Quyên Tân Định sao nổi. Nhóc con nhao nhao tình nguyện: Thôi cho tao làm để dêm cụ bắp, cho tao làm lính để dêm cà cuốn đi, cho tao làm binh bét nữa. Thế là 30 mấy con nhóc trở thành lính của Dũng Đa Cao hết. Dũng Đa Cao hớn hở ra mặt, nó bảo các bạn: Làm lính khỏi phải thử lửa nha. Ok. Dũng Đa Cao gọi Tiếng Gầy, Chương Cờm, Bảo Méo Mờ tới gần chỗ nó đứng. Tiếng Gầy: Suýt sót tài tao, tao cho nó làm thiếu tướng. Bảo Méo Mờ hỏi: Còn mày làm gì? Dũng Đa Cao vỗ ngực: Tao là đại tướng, chúng mày ok không?
Ok, nhóc con Hùng ngơ ngác, nó nhắc anh: còn em làm gì hả anh Dũng? Dũng đã cao sực nghĩ tới em, nó giang tay: nhóc con Hùng làm cai sếp. Cả bọn cười ồ. Nhóc con Hùng nhảy cỡn lên: cai sếp là hắt xì xăng rồi, em chỉ quy 15 thằng nhóc lớp 3. Vừa lúc đó trống trường điểm 3 tiếng cọc lóc, bọn nhóc con chạy đi xếp hàng vào lớp. Nhóc con Hùng dẫn tụi bạn bè rút lui. Dũng đã cao dặn em: bảo tụi nhóc con ăn cơm xong đến trường gặp nha, tan học chiều là quýnh gặp Nguyên Tân Định nghe chưa? Ok. Nhóc con Hùng trả lời xong chạy trước, đám nhóc con ba theo nó cười nói xôn xao. Chương 8: Ma giáo Tân Định. Nguyên Tân Định vừa đi vừa gặm ngô nướng, mỡ và hành dính hai bên mép, trong nó gặm ngô như một thằng nhạc sĩ thổi kèn harmonica. Gặm hết bắp ngô thì Nguyên Tân Định cũng đã tới nhà ba sức môi. Nó xòe bàn tay quạch hai bên mép, quýt sáo một khúc ca của người lớn. Sau đó cao hứng, Nguyên Tân Định cất giọng hát: vì đâu xuôi khiến nên trăng rụng xuống cầu, vì đâu khiến xuôi nên trăng rụng cầu, ai đang đi trên cầu bông, rớt xuống sông ướt cái quần ni lông. Vô đây mau, dù đường xa ta cứ đưa nhau về. Nguyên Tân Định hát bố la bố liếu, nó học lỡm được ở trong máy thu thanh. Với lại các nhạc sĩ Việt Nam đâu có biết làm nhạc cho trẻ con hát. Ban nhạc trẻ con của đài phát thanh cũng toàn chơi nhạc người lớn, quanh đi quẩn lại mấy bài Rạn Đông Chúa Cụi, Cổ Lộ Sĩ. Chuyện trẻ con mới khiếp chứ, toàn là ma quỷ và ái tình lẩm cẩm. Trách chi Nguyên Tân Định chả hát nhạc của ông Hoàng Thi Thơ và đọc truyện kiếm hiệp. Nguyên Tân Định đưa ngâm nga thì ba sức môi ló đầu ra, nó toét miệng cười: bắt địa được nó không đại ca? Nguyên Tân Định thở than: còn phia mẹ ơi, sắp sửa vô hai chịch thì con nhà Dũng Đa Cao xuất hiện. Ba sức môi hỏi: Dũng Đa Cao là thằng nào? Nguyên Tân Định xoa tay: nó là Quách Tỉnh. Ba sức môi chưa đọc Anh Hùng Sa Điêu nên không biết Quách Tỉnh là thằng nào, chố mắt: Quách Tỉnh là thằng nào? Nguyên Tân Định làm bộ sợ hãi: ôi chà, Quách Tỉnh là thằng trâu nước, tao là Trương Du Kỵ mà còn ngán nó cơ mà. Nó chì hơn mày hả? Nguyên Tân Định ưỡn ngực: chì hả? Còn phia mới ăn nổi tao. Tao nhường nó để dàn trận quýnh nhau chiều mai ở sân vận động Hoa Lư, mày khoái không? Ba sức môi cười khanh khách: số dách, tao có phải đi gọi quân ta không? Nguyên Tân Định nháy mắt: gọi chứ, chiều nay bảo quân ta đến sân Hoa Lư tập trận nhé. Ừ, nhớ đem bóng đến, tụi mình cọp nhau luyện ngón võ chân nha mày. Ừ, thôi tao về kẻo bà tao mong. Chốc nữa ăn cơm xong tao đi rủ bọn thằng Tư Trọc, thằng Tấn Mập, thằng Qua Rổ cho đông. Ok. Ba sức mồi hét lớn: ok. Nguyên Tân Định cảm thấy một niềm vui tràn ngập vào tâm hồn nó. Nguyên Tân Định mường tượng ra trận giặc, cao hứng. Gặp vỏ trái dừa nó sút mạnh một cái, quả dừa trúng phải con chó đang nằm dài trong bóng râm, lè lưỡi thở hổn hển. Con chó kêu ăn ẳng, Nguyên Tân Định co giò chạy biến. Gần tới ngõ nhà nó, Nguyên Tân Định gặp thằng Bồn Lừa. Bồn Lừa là bạn đá bóng của Nguyên Tân Định, nó chuyên đi trung phong xông xáo nhất bọn. Nó có tài hay lừa bóng, và hễ lần nào nó lừa là mất bóng lần đó. Bởi thế bọn nhóc con mới gọi nó là Bồn Lừa. Bồn Lừa thấy Nguyên Tân Định gạ gẫm: đi xin ê không mày? Nguyên Tân Định hỏi: mày có tiền không? Có. Bao nhiêu? 20. Mày đi xem phim gì? Ở rạp Mô Đẹp có phim Euro hay lắm. Nguyên Tân Định hỉnh mũi: Euro chán chết, mà bây giờ trưa rồi, về nhà tao chơi, chờ tao ăn cơm tao bàn với mày chuyện này còn khoái hơn xem Euro nhiều. Bồn Lừa cũng là thằng ham chơi, trẻ con đứa nào chả ham chơi, nó vô lấy chuyện này của Nguyên Tân Định. Chuyện gì vậy mày? Nguyên Tân Định bí mật: chuyện số dách. Số dách như thế nào chứ? Như cao bồi đánh mọi da đỏ. Có 20 của mày mua trái cốc khao quân, còn số dách nữa cưa. Bồn Lừa ngứa ngáy chân tay: rồi rồi, tao bằng lòng bỏ 20 mua trái cốc khao quân, mày nói đi. Nguyên Tân Định nhẩm nha tán tỉnh: tao hứa quýnh lộn với phe thần Dũng Đa Cao, chiều mai chiến tranh sẽ xảy ra ở bãi chiến trường Hoa Lư, mày có muốn làm thiếu quý không? Bồn Lừa nheo mắt: muốn chứ. Nguyên Tân Định ba qua: chờ nhau sẽ khoái vô cùng, tụi mình cố tóm thằng Dũng Đa Cao đòi chuột một bình krem nghe mày. Ừ, thiếu quý đóng 20, chủng quý đóng 15 đồng, hạ sĩ đóng 3 đồng. Bồn Lừa hỏi: lính đóng mấy đồng? Lính đeo dèm cù bắp, tiền đâu mà đóng.
Thế cho tao làm lính nha. Tao có được, mày phải chỉ huy 10 thằng lận. Thôi làm thiếu úy đi, mai tao cắn lon cho. Bồn Lừa gật gù. Tao ra lệnh cho những 10 thằng cơ à? Nguyên Tân Định vỗ về Bồn Lừa. Ừa. Bồn Lừa quên khuấy mất rằng nó đang bị Nguyên Tân Định lừa. Nó múa may. Ok, tao đóng 2 chịch để làm thiếu úy. Tụi mình còn những thằng nào làm thiếu úy nữa? Nguyên Tân Định bấm đốt ngón tay. Thằng Tiêu Trọc, thằng Tấn Mập, thằng Qua Rổ có thể làm được thiếu úy lắm mày ạ. Tụi nó cũng phải đóng 20 à? Ừa. Muốn bắt địa nhóc Bồn Lừa vài tỷ mua bò vía ăn, Nguyên Tân Định tán tỉnh. Bọn nó không đáng làm thiếu úy hả mày? Bồn Lừa châm chớp mắt suy nghĩ. Tao cóc biết. Nguyên Tân Định xuất trưởng tình cảm. Mày hơn bọn Tiêu Trọc, Tấn Mập, Qua Rổ là cái chắc. Bồn Lừa khoái chí ông cụ. Thế hả? Ừa, nhưng mà gì hả mày? Tao sợ bọn nó cũng đóng 20 thì đành gắn lo bọn nó ngang với mày. Bồn Lừa vẫn tự coi nó là thằng đá bóng chứ danh hơn bất cứ thằng nào trên quả đất này. Bởi vậy nó không muốn ngang chức với bọn Tiêu Trọc, Tấn Mập, Qua Rổ. Bồn Lừa bèn lừa Nguyên Tân Định như nó vẫn lừa quả manh gia. Này Quyên, bây giờ tao đóng thêm 5 tỷ nữa, mày gắn tao cái lon chung quý nha. Bồn Lừa đâu có ngờ chính nó mới bị Nguyên Tân Định lừa. Con nhà Quyên lưu manh một cây, nó vớ vẩn mãi mới nói. Tao quý mày ghê lắm á, nghe bồn, thôi không cho mày chức chung quý. Nó chìa tay, đưa 25 đây mày. Bồn Lừa đau khổ móc túi đưa cho Nguyên Tân Định mới tiền lẻ, nó tặc lưỡi. Chiều nay phèo xin nê. Nguyên Tân Định an ủi Bồn Lừa. Phèo thế nào được, chiều nay tập trận giả khoái gấp mấy lần xem Euro. Nguyên Tân Định đã nhét 25 đồng của Bồn Lừa vào túi. Nó đưa cho Bồn Lừa gói ô mai 1 đồng. Chén đi mày. Bồn Lừa cầm gói ô mai bốc ra ăn. Nó hỏi, có đá bóng không? Nguyên Tân Định gật đầu. Đá mạnh chứ sợ gì. Tụi mình rủ bọn bán báo chia thành 2 đội tuyển, luyện ngón chạy để quýnh tụi Dũng Đá Cao. Bồn Lừa quên tiền phèo. Nó dần dần cục đá như dần quả bóng. Trong đầu óc nó trận đấu sôi nổi sắp mở màn. Nó sẽ xúc thủng lưới đội tuyển bán báo. Cao hứng Bồn Lừa vỗ ngực. Tao sẽ là bơ lê. Nguyên Tân Định ngơ ngác. Bơ lê là Vinh hả mày? Vinh là cái thái gì? Bơ lê trứ danh lắm mày ơi. Nhà báo bảo nó có cặp chân vàng. Nguyên Tân Định trố mắt nhìn Bồn Lừa. Chân nó bọc vàng à? Ừ chắc bọc vàng. Nó ở đâu mày? Mới vô quan thuế hay là tổng tham mưu? Tỏ ra một thằng hiểu biết, Bơ lê, Bồn Lừa giang tay. Bơ lê ở mãi tận Ba Tây cơ mà. Nguyên Tân Định gieo mắt. Ba Tây ở Cần Thơ hả? Bồn Lừa cười toe toét. Đâu có, ở bên Mỹ Châu lận. Nguyên Tân Định đá về một cú vào không khí. Nó ở bên Mỹ thì ta coi ra cái thớ gì. Có giỏi sang cậu sân Cộng Hòa đua tài lừa banh với Vinh, Dậu, Ngôn, Thuận xem ai ăn ai. Mày phải biết Vinh là số dách rồi, còn hạt bét hết. Thôi hẹn chiều nay nha, tao về ăn cơm còn đi kiếm tụi nó chứ. Hay mày về nhà tao chơi đi. Bồn Lừa lắc đầu. Hai thằng nhóc con chia tay. Nắng đã gay gắt lắm. Nguyên Tân Định thấy con ngõ vắng vẻ thì biết mọi người đều ngủ trưa rồi. Nó lại co cẳng chạy về nhà cấp. Ăn cơm xong, Nguyên Tân Định lách cửa đi. Bà nó hỏi đi đâu, Nguyên Tân Định trổ tài phiệu. Cháu đi mượn cuốn sách địa dư bà ạ. Hết tập 2.